Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt lái xe Nguyễn Thanh Minh, trú tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, 8,5 triệu đồng do chở hành khách bằng ô tô nhưng không có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách. Lái xe Nguyễn Thanh Minh thường xuyên đăng quảng cáo trên Facebook cá nhân và hội xe ghép để tìm khách. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô 4 chỗ do anh Minh điều khiển đang chở một hành khách từ tỉnh Phú Thọ đi Hà Nội. Việc làm này không chỉ vi phạm quy định không có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách mà còn vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 khi tỉnh Phú Thọ đã tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Phú Thọ đi đến thành phố Hà Nội và 26 địa phương khác.